Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niệm vì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bích Thầy Giá Sa Thứ Lần Thầy, chúng con kính chuyện Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 125, Kinh Điều Ngữ Địa. Chúng con cùng thỉnh thỉnh gọi giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính lịch lễ Thượng Tọa Thượng Sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chủ đề của bài kinh hôm nay là điều ngữ địa đó. Là cái cách dịch thời chữ Hán rất là khó hiểu đối với tất cả chúng ta. Chữ đanh tá phu mí, phu mí là cảnh giới hay là một cái mức độ. Đanh tá phu mí tức là cái mức độ được thuần hóa và cái mức độ được điều phục. Ở đây thì thay vì chữ điều phục gọi là điều ngữ, và chữ địa, chữ phu mí thay vì dịch là cảnh giới hay là mức độ thì dịch là địa. Thật ra trên phần chữ Hán thì cũng không đến đổi, nhưng mà điều ngữ địa là một chữ rất là xa lạ với chúng ta. Ở đây thì bài kinh này Đức Phật này đề cập đến cái mức độ thuần phục. Trong bài kinh đề cập đến một cuộc đối thoại giữa vương tử Jayasena và một vị sa di. Vương tử Sa Lá hỏi về đạo xuất thế trong lúc mà cái tự tâm của ông còn sống ở trong tục lụy. Và cho dù vị Sa Di nói không có sai lời Đức Phật dạy, nhưng mà đã không thuyết phục được vị này. Sau đó vị Sa Di đem câu chuyện trình lên Đức Thế Tôn, và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng thực sự không dễ gì cho Sa Lá hiểu chuyện đó. Nhưng mà Ngài dạy được hai cái thí dụ, và Sa Lá đã lãnh hội hai cái thí dụ này. Để trong tương lai nếu có ai hỏi thì vị Sa Di có thể trả lời một cách tương tự như vậy. Sau hai thí dụ đó, Đức Phật Ngài đã nói về một hành trình mà chúng ta gọi là hành trình giáo dục. Con đường chuyển hóa mà theo Đức Phật dạy là con đường giáo dục. Và con đường giáo dục thì nó có thứ lớp, nó tiềm tiến, nó là một áp dụng một cách cụ thể. Và cũng là con đường giới định tuệ mà Đức Phật Ngài truyền dạy. Bây giờ thì mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh. Sau đó chúng ta cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư hướng dẫn đại chúng giảng giải rộng rãi ý nghĩa bài học này. Xin mời cô Lâm Giang Nguyệt. Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thứ Lần Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh bài 125, Kinh Điều Ngữ Địa, Đanh Tá Phu Mí Sutta, phân đoạn 1104 đến 1106. Đanh Tá Phu Mí có nghĩa là mức độ thuần hóa. Từ này theo sau từ Đanh Tá Ca Rát Nam, huấn luyện. Vương tử Chất Dê Sanh muốn hiểu về sự tu tập ly dục giải thoát, nên ba lần thỉnh cầu Sa Di Achi Rát Quát Tá giảng giải. Sau nhiều lần từ chối nhưng không được,
vị Sa Di đành nói lên những gì mình đã học hiểu. Câu trả lời của vị Sa Di không thuyết phục được vị Vân Tử. Sau đó, vị Sa Di trình câu chuyện lên bậc đạo sư. Đức Thế Tôn đã dạy một người sống trong dục lạc rất khó hiểu đạo giải thoát, nhưng Ngài cũng nêu ra những thí dụ mà vị Sa Di có thể dùng để giải thích khi được hỏi. Sau đó, Đức Phật dạy chi tiết về hành trình đạt đến cảnh giới thuần hóa nội tâm. Phần đoạn 1104. Kẻ nặng mùi tục lụy không thể hiểu được đạo giải thoát. Một vị Vân Tử trầm mình trong lục dục lạc thế tục lại tham vấn ý nghĩa đạo xuất thế, khiến cho câu hỏi trở nên khó cho người hỏi cũng như người đáp. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, quê lúc anh á, tại chỗ nuôi dưỡng sóc Kalanda, Kaniwapa. Lúc bấy giờ, Sa Di Achirawata, tức là tân học Sa Di Sa Môn, đang ở tại am thất Arana, rồi Vương Tử Chayasena, trong khi tản bộ du hành, đi đến Sa Di Achirawata. Sau khi đến, nói lên với Sa Di Achirawata những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Vương Tử Chayasena nói với Sa Di Achirawata: Tôn giả Akiwesana, tôi có nghe như sau. Ở đây, tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ được nhiếp tâm. Sự việc là như vậy, này Vương Tử. Sự việc là vậy, này Vương Tử. Ở đây, tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ chứng được nhiếp tâm. Thật là tốt lành nếu tôn giả Akiwesana thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Này Vương Tử, tôi không có thể thuyết pháp cho Vương Tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu nay tôi thuyết pháp cho Vương Tử như đã được nghe, như đã được học, và nếu Vương Tử không hiểu lời tôi nói, như vậy sẽ làm tôi mệt mỏi, làm tôi phiền muộn. Tôn giả Akiwesana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Rất có thể tôi sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của tôn giả Akiwesana. Này Vương Tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Vương Tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu Vương Tử có thể hiểu ý nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt đẹp. Nếu Vương Tử không thể hiểu lời nói của tôi, dừng lại trên sự trạng của mình, chớ có hỏi tôi thêm nữa. Tôn giả Akiwesana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Nếu tôi có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả Akiwesana, như vậy là tốt đẹp. Nếu tôi không có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả Akiwesana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi. Ở đây, tôi sẽ không hỏi tôn giả Akiwesana thêm nữa. Rồi Sa Di Achirawata thuyết pháp cho tương dương Vương Tử Chayasena như đã được nghe, như đã được học. Khi được nghe vậy, Vương Tử nói với Sa Di Achirawata như sau. Sự việc không phải là như vậy, tôn giả Akiwesana. Trường hợp không phải là như vậy, rằng tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. Rồi Vương Tử Chayasena sau khi nói lên với Sa Di Achirawata sự việc không phải như vậy và trường hợp không phải như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 1105. Lời dạy của bậc đạo sư. Khi nghe câu chuyện trên, Đức Phật dạy về hai thí dụ có sức thuyết phục hơn. Rồi Sa Di Achirawata sau khi Vương Tử Chayasena ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Sa Di Achirawata kể lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với Vương Tử Chayasena. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Sa Di Achirawata: Như vậy, này Akiwesana, nào có lợi ích gì? Vương Tử Chayasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết tri cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, hay chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này Akiwesana, ví như giữa các con voi, con ngựa hay con bò được dạy điều phục, có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được dạy điều phục, được khéo huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện.
này Akiwasana, ông nghĩ thế nào? Hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, các con có thể đi đến khả điều phục, đành tất cả nằm, có thể đạt đến điều phục địa không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được dạy điều phục, được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện, các con ấy không được điều phục, có thể đi đến khả năng điều phục, không được điều phục, có thể đạt đến điều phục địa, như hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện kia không? Thưa không, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này Akiwasana, vương tử Chayasena sống giữa các dục, họ thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được, sự kiện như vậy không xảy ra. Ví như, này Akiwasana, một hòn núi lớn không xa làng hay thị trấn, và có hai người bạn tay trong thị trấn và đi đến hòn núi kia. Sau khi đến, một người bạn đứng dưới chân núi, còn người bạn kia leo lên đỉnh núi. Người bạn đứng dưới chân núi ấy có thể nói với người bạn đứng trên đỉnh núi: này bạn thân, bạn đứng trên đỉnh núi, bạn thấy những gì? Người kia nói: này bạn thân, đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia nói: không có sự kiện này, này bạn thân, không có sự, không có trường hợp này. Bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuống chân núi, nắm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi, để bạn nghỉ thở một thời gian. Rồi nói: này bạn thân, nay bạn có thể thấy gì? Bạn ấy có thể nói: này bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia có thể nói như sau: vừa rồi, này bạn thân, chúng tôi hiểu bạn nói, không thể có sự kiện này, này bạn thân, không thể có trường hợp này. Bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, vân vân, các ao hồ khả ái. Nhưng nay, chúng tôi hiểu bạn nói, này bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, vân vân, các ao hồ khả ái. Người kia nói như sau: này bạn thân, vì tôi bị che khuất bởi sườn núi này, nên không thấy được những điều đáng thấy. Cũng vậy, nhưng to lớn hơn, này Akiwasana, là vương tử Chayasena bị che khuất, bị chặn đứng, bị chướng ngại, bị bao vây bởi vô minh quẩn này. Vương tử Chayasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Nếu hai ví dụ này được ông đề cập cho vương tử Chayasena, thời vương tử Chayasena tự nhiên tin tưởng ông, và khi đã tin tưởng, sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng ông. Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, hai ví dụ này khởi đến từ nơi con cho vương tử Chayasena, khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thế Tôn được. 1106. Con đường thuần hóa tự thân. Phật Pháp dạy con đường chuyển hóa qua giáo dục, một phương pháp, một phương cách áp dụng vào đời sống. Ví như, này Akiwasana, một vị vua Sát Đế Lị đã quán đảnh bảo người nài voi: này tưởng sư, hãy cưỡi con vương tượng đi vào rừng vó voi. Khi ông thấy con voi rừng, hãy cột nó lại vào cổ con vương tượng. Thưa vâng, đại vương, này Akiwasana, người tượng sư vâng theo lời vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, cưỡi con vương tượng vào trong rừng có voi.
thấy con voi rừng, cột con voi rừng ấy vào cổ con vương tượng. Con vương tượng kéo nó ra chỗ ngoài trời. Cho đến như vậy, này Akivasana, con voi rừng được đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Akivasana, con voi rừng còn có sự tham liếng, tức là đối với rừng có voi. Người tưởng sư tâu với vị vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh về con voi rừng ấy. Tâu đại vương, con voi rừng đã ra chỗ ngoài trời. Rồi vị vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, bảo người điều phục voi. Hãy đến, này người điều phục voi, hãy điều phục con voi rừng này bằng cách điều phục nếp sống rừng nó, bằng cách điều phục tâm tư rừng núi, bằng cách điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não đối với rừng núi của nó, bằng cách làm cho nó thích thú với thông làng và bằng cách làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Thưa vâng, tâu đại vương, này Akivasana, người điều phục voi vâng theo lời vua Sắc Đế Lị, đóng một cục cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi, để điều phục sự suy tư, mệt nhọc, nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thông làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Rồi người điều phục voi lại nói với nó bằng những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người quan hỷ. Và này Akivasana, con voi rừng khi được nói với những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người quan hỷ, liền nghe, lắng tai, trú tâm vào học hỏi. Tiếp đến, người điều phục voi đem cỏ và nước cho con voi rừng. Này Akivasana, khi con voi rừng nhận cỏ và nước, người điều phục voi mới nghĩ, này con voi rừng sẽ sống. Rồi người điều phục voi khiến con voi rừng làm thêm một động tác khác. Này bạn, nhặt lên, đặt xuống. Này Akivasana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, nhặt lên, đặt xuống. Rồi người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn, đi tới. Này bạn, đi lui. Này Akivasana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đi tới, đi lui rồi. Người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn, đứng dậy. Này bạn, ngồi xuống. Này Akivasana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đứng dậy, ngồi xuống rồi. Người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác tên gọi, bất động. Nó cột cái khiên bằng gỗ vào cái vòi của con vật to lớn, và một người tay cầm ngọn giáo ngồi trên cổ, và xung quanh một số người tay cầm ngọn giáo đứng bao vây, và người điều phục voi tay cầm một ngọn giáo với cán cây dài đứng ở phía trước. Con voi ấy làm động tác bất động, không có gì trước, không có di động chân sau, không có di động thân trước, không có di động thân sau, không di động đầu, không có di động tai, không có di động ngà, không có di động vòi. Con vương tượng là con voi có thể nhẫn chịu đao, kiếm, tên, búa chém bắn, nhẫn chịu tiếng vang động của trống lớn, trống nhỏ, tù và. Như là vàng rồng tẩy sạch các tì vết nhơ bẩn, xứng đáng vua dùng, một sở hữu của vua, một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này Akivasana, ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sử, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn và La Môn, thiên, nhân, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ,
hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cho đến đây, này Akiwasana, là vị thánh đệ tử đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Akiwasana, các vị thiên nhân có tha mái này, tức là 50 công đức. Rồi Như Lai huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp. Này Akiwasana, sau khi vị thánh đệ tử đã giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp, Như Lai lại huấn luyện thêm cho đệ tử ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy bảo hộ các căn. Khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt. Nhiệt hành sự hộ trì con mắt, thiệt hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, hãy chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Này Akiwasana, sau khi thánh đệ tử đã hộ trì các căn, Như Lai huấn luyện thêm vị thánh đệ tử ấy: hãy đến, này tỳ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chân chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Akiwasana, sau khi vị thánh đệ tử đã tiết độ trong ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy chú tâm cảnh giác. Ban ngày khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh mục, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy. Ban đêm canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này Akiwasana, sau khi thánh đệ tử đã chú tâm cảnh giác, Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tai, khi duỗi tai đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi đứng, nằm, nức, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Này Akiwasana, sau khi vị thánh đệ tử đã thành tựu chánh niệm tỉnh giác, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến, này tỳ kheo, hãy lựa một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy lựa chọn một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy sau khi ăn xong, trên đường khất thực trở về, ngồi xuống, kiết già, giữ lưng cho thẳng, trú niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận.
từ bỏ hông trầm thủy miên, vì ấy sống thoát ly hông trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hông trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ấy sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để điều phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân, quán tâm trên tâm, vân vân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để điều phục tham ưu ở đời. Ví như, này Akiwasana, một người điều phục voi, đóng một cục trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi của nó, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Cũng vậy, này Akiwasana, bốn niệm xứ này là những dây cột tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của các cư sĩ, để đạt được chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ấy, hãy đến, này tỷ kheo, hãy trú quán thân trên thân, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến thân. Hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến cảm thọ. Hãy trú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm. Hãy trú quán pháp trên các pháp, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến các pháp. Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi ta chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ rằng, thật sự, những vị chúng sanh này thành tựu về những ác hạnh. Thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý. Vị bán thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân ngoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị thấy sự sống chết của chúng sanh,
Vì ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tính lậu tận ý, vị ấy tuệ tri như thật. Đây là khổ, tuệ tri như thật, đây là khổ tập, tuệ tri như thật, đây là khổ diệt, tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, tuệ tri như thật, đây là những lậu hoặc, tuệ tri như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân, đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui đời sống này nữa. Tỷ kheo khâm nhẫn hạnh lạnh, tỷ kheo khâm nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của mũi, ruồi, gió, mặt trời và các loài bò sát, các ác ngữ, các lời nói chửi mắng. Vị ấy sống quen khâm nhẫn với những cảm về thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gột sạch vì quế nhiễm tham, sân, si. Vì ấy xứng đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, chắp tay, là vô thượng phước điền trên đời. Này, nếu, này, Akiwesana, một con vương tượng tuổi già chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thì con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akiwasana, một con vương tượng tuổi bậc trung, nếu, này Akiwasana, một con vương tượng tuổi trẻ, chết đi, điều phục, không được huấn luyện, thời con vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết, với cái chết không được điều phục. Cũng vậy, này Akiwasana, nếu vị trưởng lão tỷ kheo chết với lậu hoặc chưa được, chưa đoạn tận, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết, với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akusana, một tỷ kheo trung niên, nếu, này Akusana, một tỷ kheo thiếu niên, chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời tỷ kheo thiếu niên được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akusana, một con vương tượng tuổi già khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu, này Akusana, một con vương tượng tuổi bậc trung, nếu, này Akiwasana, một con vương tượng tuổi trẻ, khéo điều phục, khéo huấn luyện, chết đi, thời con vương tượng tuổi bậc trung, tuổi trẻ, được gọi là đã chết, với cái chết đã được điều phục. Cũng vậy, này Akiwasana, nếu một trưởng lão tỷ kheo, với lậu hoặc đã đoạn tận, chết đi, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết, với cái chết được điều phục. Này Akiwasana, một trung niên tỷ kheo, nếu, này Akiwasana, một thiếu niên tỷ kheo, với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời vị trung niên tỷ kheo, thiếu niên tỷ kheo, được gọi là đã chết, cái chết đã được điều phục. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sa di, Acchirawata, hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Nhất, chính kinh đây đã chấm dứt, chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư Thiên Vương đệ tử Phật.
Kính chào Thượng tọa Nhất Đẳng cùng chư Tùng Đức. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 125 Đàn Thập Phu Bí Xuất Tát. Từ bài kinh này là kinh Điều Ngữ Địa. Như trong lời dẫn nhập mà Thượng tọa Nhất Đẳng vừa nêu đó, thì xài cái chữ địa, chữ phu bí, dịch trong tiếng Hán thì đem cho cái bài kinh này thì chúng ta rất là khó hiểu. Ở đây chữ phu bí á, còn nhiều cái nghĩa dịch khác, chẳng hạn như tâm chia làm bốn phù mỹ: kama vachara phù mỹ là cái địa phước dục giới hay là cái phạm trù dục giới; rupa vachara phù mỹ là tâm thuộc phạm trù sắc giới; arupa vachara phù mỹ là tâm thuộc phạm trù vô sắc giới; lokottara phù mỹ là tâm thuộc phạm trù sự thế. Nếu mà chúng ta xài dục giới địa, sắc giới địa, vô sắc giới địa hay tâm siêu thế địa thì nghe kỳ. Chữ phu bí có đôi khi xài trong cái nghĩa gọi là cõi, như là có 31 cõi gọi là phu bí. Nếu chúng nói cái tâm thuộc cõi dục giới thì cũng sai. Tâm thuộc cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, tâm của siêu thế thì càng sai nữa, bởi vì siêu thế không có cõi được. Ở đây trong trường hợp này chữ phu bí phải cái nghĩa là phạm trù hay là lĩnh vực. Nếu muốn dịch cho sát chữ Hán thì là địa vực, nhưng mà chữ địa vực người ta cũng khó hiểu nữa, cho nên chúng ta cứ xài cái trong cái phạm trù hay là trong cái lĩnh vực thì nghe nó cũng dễ hiểu, bởi vì những từ đó chúng ta xài nó quen. Thì cái bài kinh này tại sao được gọi là Đan Thập Phu Bí? Tại vì nói đến cái địa hạt hay là cái phẩm trù điều phục huấn luyện chúng ta nói rõ hơn, tức là cái cách huấn luyện. Đàn tác karna, đàn tác karna tức là cái cách huấn luyện, cái cách điều phục. Vì trong suốt cái bài kinh đó, thì Đức Phật Ngài nói đến chung quanh cái phạm trù điều phục. Ngài đưa lên những cái hình ảnh, cái thí dụ về những con vật mà được thuần hóa, được huấn luyện, như là con voi, con ngựa được thuần hóa huấn luyện. Thì cũng vậy, Đức Thế Tôn Ngài đã huấn luyện các đệ tử
theo trình tự thứ lớp, từ thấp lên cao, từ cái sơ cơ đi đến cái chỗ giải thoát. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu đại khái cái ý nghĩa tên của bài kinh. Bài kinh này duyên khởi là lúc bây giờ Sayyi Acharya Acharya Gautama chúng tôi không hiểu sao mà ở đây để tân học sa môn vì cái chữ Samaduddhiso đó nó đồng nghĩa với chữ Samanera đọc âm là Sayyi nhưng mà Samanera hay là Samaduddhisa thì nó có nghĩa như thế này. Chỉ Samana có nghĩa là vị sa môn, là chỉ cho tỳ kheo. Mà Samanera khi mà phối hợp với tiếp vị ngữ là era, nera, nera, tiếp vị ngữ nera thì na có chấm dưới thì được xóa đi thì làm thành trường âm là thay vì Samana thì là Samanera. Samanera có nghĩa là con của vị sa môn. Tức là một người mới vừa xuất gia đó phải bước qua cái giai đoạn gọi là tập sự để trở thành vị tỳ kheo thì bị gọi là Samanera, là vị Sayyi. Ở trong luật thì gọi là Samanera, nhưng mà ở trong kinh tạng thì gọi là Samaduddhisa. Ở trong luật cũng vẫn có xài Samaduddhisa, vẫn xài cái từ đó. Cái chữ Samaduddhisa là Samana của Uddhisa. Chữ Samana Samu là để chỉ cho tỳ kheo. Và cái chữ Uddhisa ở đây có nghĩa là được chỉ dạy, được chỉ dạy. Một người mà được vị tỳ kheo chỉ dạy bảo ban thì như vậy được gọi là Samaduddhisa, là vị Sayyi. Cái chữ Sayyi đó đọc âm của Samanera thì nó đúng hơn là cái chữ Samaduddhisa. Nhưng mà thôi thì những cái từ ngữ của chúng ta chỉ hiểu biết đại khái vậy được rồi, không cần phải nói nhiều. Chúng ta mới, chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung là Sayyi Acharya Gautama. Mặc dù là Sayyi nhưng có lẽ là vị Sayyi này cũng là cái bậc hữu học hay là cái bậc giải thoát, bậc A-la-hán. Cho nên vị Sayyi đó mới có vai trò quan trọng ở trong cái bài kinh này. Vương tử Chiyasena, vị vương tử này là con của vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương.
Và cái vị vương tử này đã đi đến cái vị Sa Di đó, Sa Di Ajaravata. Và nói lên một vấn đề là ở đây vị tỳ kheo không phóng dật, việc tâm tinh cần sẽ được nhất tâm, tức là sẽ đạt được định đó. Thì nghe nói như vậy, thì nghe nói sao thì thuật lại như vậy thì cũng không có cái vấn đề gì. Vị Sa Di đó mới xác nhận sự việc là như vậy này vương tử. Ở đây vị tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần sẽ chứng được nhất tâm. Thì nếu chỉ là như vậy thôi thì nó cũng không có đi đến cái chỗ rắc rối khác. Đằng này vương tử Chesena đã thỉnh cầu Sa Di Ajaravata cái vị Sa Di này, cái họ tộc là Akhi Vesana Vesana, cho nên thì vương tử nó mới gọi là tôn giả Akhi Vesana. Akhi Vesana chúng ta đọc nhiều bài kinh ở đây, khi mà Đức Phật ngày tiếp xúc với Sacchaka hay là một số nhân vật du sĩ ngoại đạo khác thì ngài dùng cái họ để ngài nói chuyện, như Pharadwaja cũng là cái họ, giống như là chúng ta họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê gì đó. Kaspa cũng là cái họ. Cho nên một người mà mang cái họ đó thì phải kèm theo ở phía trước là cái từ gì. Để phân biệt. Như ngài Kumara Kaspa hay là ngài Maha Kaspa, hoặc là cái vị có chắc cá Kaspa chẳng hạn, hay là Gandaka Kaspa là toán số gia một nghìn ly cái họ. Cho nên ở đây trong suốt bài kinh chúng ta nghe cái từ Akhi Vesana là gọi cho cái vị Sa Di chưa đâu có tán này. Vị vương tử yêu cầu vị Sa Di đó thuyết pháp cho mình nghe, thì vị Sa Di chưa đâu có tán mới nói rằng tôi không thể thuyết pháp cho vương tử những điều đã được nghe, đã được học. Bởi vì nếu thuyết pháp cho vương tử nghe mà nếu vương tử không có hiểu lời tôi nói thì như vậy sẽ làm cho tôi mệt mỏi phiền muộn. Ở trong chú giải nói rằng chữ mệt mỏi ở đây đó chỉ cho kaya kilamatha, tức là làm cho thân mệt mỏi. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng có lẽ là vị Sa Di này là một vị A-la-hán, vì trong chú giải rất cẩn thận khi mà nhắc đến cái vấn đề gọi là vị Sa Di nói rằng nếu mà tôi thuyết pháp cho vương tử nghe mà vương tử không hiểu lời tôi nói thì sẽ làm cho tôi mệt mỏi.
thì vương tử Chayasena đã yêu cầu lại lần nữa là tôn giả Vesana hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe được học. Rất có thể tôi sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của tôn giả. Cuối cùng thì vị Sa Di đồng ý thuyết pháp cho vương tử nghe, nhưng mà nói rằng nếu vương tử có thể hiểu được lời tôi nói như vậy là tốt, mà nếu vương tử không thể hiểu lời tôi nói thì hãy dừng lại, chớ có hỏi thêm tôi có điều gì nữa. Thì vị vương tử đã chấp nhận. Là khi đã được trình bày như vậy rồi, vị Sa Di đã thuyết pháp cho vương tử cho Yasena như đã được nghe, đã được học. Nhưng mà vương tử cho Yasena không hiểu, cho nên có cái sự phản bác. Sự việc không phải là như vậy, trường hợp không phải là như vậy. Rằng tỳ kheo sống không cúng dật thì tâm tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. Bư tử nói lên như Sa Di như vậy rồi, nói cái sự việc không phải là như vậy, thì từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Vị Sa Di đó mới đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và kể lại cho Đức Thế Tôn nghe tất cả cuộc đối thoại giữa mình với vương tử Thế Giá Sê Nạn. Để thưa quý vị, Đức Phật Ngài nói với Sa Di Acirovata: này Acirovata, Đức Thế Tôn cũng dùng cái họ để Ngài nói chuyện. Không có lợi ích gì khi mà thuyết pháp như vậy, bởi vì dư tưởng cho Gia Sê Ná là người sống giữa các dục, hưởng thụ các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, phiền nhiệt não dục thiêu đốt. Một người như vậy không thể có cái sự kiện là có thể biết, có thể thấy hay có thể chứng quả vị. Chỉ có người ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được. Đem cái chuyện giải thoát mà nói với một người chưa có ly dục thì làm sao họ hiểu được. Rồi Đức Thế Tôn Ngài mới đưa lên hai cái thí dụ. Một thí dụ về những con voi hay con ngựa hay con bò. Được khéo huấn luyện, và không khéo huấn luyện và không được huấn luyện. Thí dụ rằng những con voi, những con ngựa hay những con bò được khéo điều phục
có thể đi đến khả năng điều phục đành đắc khả năng. Và có thể đạt đến cái địa hạt điều phục không bệnh Đức Thế Tôn được. Bởi vì những con vật này đã được khéo huấn luyện, khéo điều phục. Còn ngược lại, đối với những con voi, những con ngựa, những con bò, không được điều phục, không được huấn luyện, thì những con voi ấy không có đi đến cái tình trạng điều phục, không đi đến cái phạm trù điều phục. Còn cái thí dụ thứ hai đó, Đức Phật Ngài ví dụ về hai người bạn cùng đi đến một cái hòn núi. Một người thì còn đứng ở dưới đất, còn người thì đã leo tới đỉnh núi cao. Thì cái người bạn mà đứng ở dưới đất mới hỏi người bạn ở trên cao có thấy cái gì không. Thì người bạn trên cao mới nói rằng chung quanh đây là những cái làng mạc, những cái khu rừng rất xinh đẹp, rất khả ái. Khi được nghe nói như vậy thì cái người bạn ở dưới đất á, vì không có nhìn thấy được ở chung quanh, bởi vì đứng ở dưới thấp và bị che khuất bởi núi, cho nên không thấy được. Thì anh ta mới phủ nhận, làm gì mà có một cái khu rừng khả ái hay là những cái làng mạc. Thì người bạn kia đó mới xuống nắm tay kéo lên, lên tới đỉnh núi. Nào cái anh bạn thứ hai này mà lên tới đỉnh núi thì tự anh sẽ thấy, anh mới xác nhận được. Thì Đức Phật Ngài nói với Sa Di Acharavata, với hai cái thí dụ này, nếu ông nói ra cho vương tử Chaitanya thì vương tử Chaitanya tự nhiên có sự tin tưởng. Và sau khi đã có niềm tin sẽ hành động đúng theo cách của một người có niềm tin. Thì ở đây thưa quý vị, Ngài lại đưa lên một cái thí dụ, một cái sự kiện mà một người huấn luyện voi của vua vào rừng và bắt thêm một con voi rừng hoang dã đem về và bắt đầu cái công trình huấn luyện thuần hóa nó.
bằng nhiều cách và nhiều giai đoạn. Nhưng mà trước tiên thì cột u vô rừng đó vào cái cột trụ lớn dưới đất để điều phục tâm của nó. Đừng có nhớ rừng, để làm cho nó thích thú với xóm làng, làm cho nó quen thuộc cái nếp sống của loài người. Rồi tiếp đến đó, cái người nài voi mới nói với nó bằng những lời nói vỗ về ngọt ngào. Dần dần con voi nó quen đi và nó cảm thấy thích thú với cái người này vô. Rồi cái người này vôi đó, người huấn luyện vôi, bắt đầu dạy cho nó những cái động tác dùng vòi để nhặt lên hay đặt xuống một vật gì đó, dạy cho nó đi tới đi lui, dạy cho nó đứng lên quỳ xuống. Và dạy cho nó một cái động tác là đứng yên bất động. Cho đến khi mà nó được huấn luyện một cách đầy đủ từng bước và trở thành một con voi có thể nhẫn chịu đao kiếm tên búa chém bắn, nhẫn chịu với những cái tiếng vang động của trống lớn trống nhỏ tù và, thì con voi nó trở thành con voi đã được điều phục xứng đáng cho vua, cho vua dùng. Cũng vậy này Vipassana, ở đây Như Lai xuất hiện ở đời Như Lai thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ có nghĩa ngày truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Thì lúc đó có người cư sĩ, người gia chủ, hai con trai của người gia chủ sau khi nghe pháp phát tâm tín ngưỡng Như Lai, rồi nó xin đi xuất gia. Khi đã xuất gia thì được Đức Phật từ huấn luyện: hãy đến này tỳ kheo, hãy giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của Như Bổn và Tỳ Mục Kha, Như Bổn và Lê Đề Bột Xoa. Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhội nhỏ nhặt và tu trì những cái học pháp,
Thì sau khi mà Đức Phật đã dạy, Ngài huấn luyện cho cái vị tỳ kheo đó giữ giới xong rồi, thì Ngài huấn luyện thêm là hãy thu thúc các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, chớ có nắm tư chung, nắm tư riêng. Những nguyên nhân gì mà do mắt tai mũi lưỡi không có trí ngự để cho tham ái ưu vi sinh khởi, thì vị đó phòng hộ của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi mà vị tỳ kheo đó đã được huấn luyện thành thục về cái phương pháp thu thúc lục căn rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật huấn luyện thêm là hãy đến này tỳ kheo, hãy tiếp độ trong ăn uống. Tức là Đức Phật này huấn luyện đến cái bước thứ ba đó, có cái sự tiếp độ trong ẩm thực. Khi ăn uống phải tiết chế và phải tiết độ. Bằng cách là quá tưởng, sau khi vị đệ tử đã tiết độ trong ăn uống, thì Đức Phật Ngài huấn luyện thêm là hãy sống tỉnh thức, ban ngày đi kinh hành, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm đi kinh hành hay ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Canh cuối sau khi thức dậy đi kinh hành và ngồi gột rửa sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Sau khi vị đệ tử đã sống tỉnh thức được rồi đó, thì Đức Phật Ngài huấn luyện thêm là hãy đến này thì câu hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Tức là khi đi tới đi lui có sự tỉnh giác, nhìn thẳng nhìn quanh đều tỉnh giác, có tay duỗi tay đều tỉnh giác, khi mặc y mang bát đều tỉnh giác, ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác, đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác. Nói chung tức là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi thức dậy, khi nói chuyện, khi yên lặng đều tỉnh giác. Đó là một bước huấn luyện. Rồi sau khi vị đệ tử đó đã thành tựu chánh niệm tỉnh giác, thì Như Lai huấn luyện thêm là hãy đi đến này thì kheo, hãy đi đến một cái thú xứ thanh vắng, như là một khu rừng, một gốc cây, ngọn núi, chỗ quan vu, núi Bà Tha Ma, khóm rừng ngoài trời hay một đống rơm. Buổi sáng đi khất thực, sau khi ăn xong thì đi đến chỗ đó ngồi xuống, tư thế kiết già, giữ thân cho thẳng, trú niệm trước mặt, vì đó gột rửa tâm, thoát khỏi năm triền cái, tức là dục dục cái, sân độc cái, hung thị cái, trạo hối cái và quậy nghi cái. Sau khi đoạn trừ năm triền cái này,
những cái phiền não mà làm cho ô nhiễm tâm tư đó, làm cho yếu ớt trí tuệ. Vì đã đoạn trừ năm thiệt cái đó, vì đó mới sống quán thân trên thân, quán thọ trên các tâm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, niệm để điều phục tham ưu ở đời. Đến đây thì ví như một người điều phục voi đóng một cái cọc trụ vào đất, còn con voi rừng lại để điều phục nếp sống rừng của nó. Điều không có nhớ rừng, không bị cái tư tưởng nhớ rừng nó chi phối. Và thích thú với sống làm cho nó quen thuộc nếp sống là người. Cũng vậy nè, Vipassana bốn niệm xứ này là những sự dây trói còn tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của đời sống cư sĩ, để đạt đến cái chánh lý chứng ngộ niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái bước đầu mà Đức Phật huấn luyện đệ tử là tập cho thuần hóa cái nếp sống của một xuất gia. Và đối với cái trường hợp mà cái tâm tư của đời sống thế tục cần phải thực hành thứ bốn niệm xứ, tứ niệm xứ, tức là hành thiền, thì mới điều phục được. Khi điều phục được rồi, như vậy bây giờ một vị tỳ kheo xuất gia, nghĩa là tâm tư đã quên cái đời sống cư sĩ, không nhớ tưởng đến đời sống cư sĩ nữa, thì Đức Phật lại huấn luyện thêm hãy trú quán thân trên thân, chớ có suy tư tầm liên hệ đến thân, quán thọ trên các cảm thọ, chớ có suy tư trên tầm liên hệ các cảm thọ, quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm, hãy trú quán pháp trên các pháp, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến các pháp. Thì ở đây Bậc Thầy dạy cho cái cách để mà hành thiền. Một điều đặc biệt ở trong cái bài kinh này, Đức Phật lại nói đến cái chuyện mà Ngài huấn luyện đệ tử điều phục một đệ tử xuất gia, thì Ngài dạy thiền tứ niệm xứ trước, dùng cái niệm một tứ niệm xứ, niệm quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, để mà diệt trừ tầm tư. Tầm tức là cái sự suy nghĩ hướng đến chỗ này chỗ kia, để diệt trừ trước. Khi mà dùng tứ niệm xứ để diệt trừ tầm và tứ, thì vị đó chính là trú thiền thứ hai,
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, vân vân. Chúng ta thấy điều đặc biệt là bỏ đi cái sơ thiền. Bởi vì nếu một người mà thí dụ như một vị tỳ kheo tu tập nói đến ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đó, và ở đây Đức Phật Ngài nói đến ở trong cái bài kinh Samyuttapala, kinh Sa Môn Quả, thì có bắt đầu từ sơ thiền trở đi. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta nhớ là trong cái giai đoạn đầu là chế ngự tầm quy tắc cả, tức là cái sự phan duyên theo trần cảnh, suy nghĩ theo trần cảnh. Thì khi mà diệt được tầm tứ chứng trú, chứng và trú thì thứ hai, vì đó bắt đầu ly hỷ trú xã. Chứng và trú thì thứ ba, xã lạc xã khổ diệt hỷ ưu. Chứng và trú thì thứ tư, thì khi mà đã chứng được các cái tầng thiền hiệp thế vậy rồi, thì bị đó với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, nhu yếu dễ sử dụng, vì đó hướng tâm đến túc mạng trí, bất bê đi qua sanus trí, tức là đạt đến một cái thắng trí hay cái thần thông mà nhớ được cái kiếp sống trước của mình. Rồi tiếp đến là với cái tâm định định thanh tịnh trong sáng, không phiền não, nhu nhí dễ sử dụng vững chắc, vì ấy hướng tâm đến sanh tự trí, tức là đắc được thiên nhãn, thấy được cái sự sống, sự chết của chúng sanh. Rồi tiếp tục với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, vì đó hướng tâm đến lậu tận trí, Asavakkhaya Jnana, tức là chứng đắc quả là hán. Nhờ thấy biết như vậy, tâm địa thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, vì đã đạt đến sự giải thoát và biết rõ ta đã giải thoát, sanh đã tận phẩm, hành đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời này không còn trở lưu đời sống nữa. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, khi mà một vị tỳ kheo đại quả A-la-hán đạt với cái sự giải thoát, thì vị đó có đủ sự kham nhẫn, lạnh nóng đối khác, xúc chạm rùi mũi, gió nắng và các loài bò sát, cũng như có đủ sự kham nhẫn với những cái lời nói mà kẻ khác dùng ác ngữ hay dùng lời nói chửi mắng, vì đã quen quen tham nhẫn với những cảm thọ về thân, thống khổ, đau đớn, nhức nhối. Vì đã xứng đáng được cúng dường, được cung kính, được tôn trọng
là phước điều vô thường ở đời. Thì trong trường hợp này, nếu một vị tỳ kheo trưởng lão với các lậu hoặc đã đoạn tận như vậy, vị đó có chết đi thì vị tỳ kheo trưởng lão đó được gọi là đã chết, và cái chết được điều phục. Cũng như một cái con voi tuổi già chết đi thì được gọi là chết, và cái chết được điều phục cho vị. Nếu một vị tỳ kheo trung hạ hoặc là một vị tân tỳ kheo mà chứng được qua la hán giải thoát, vị đó có chết đi gọi là cái chết với cái chết đã được điều phục, cũng giống như con voi già hay con voi trung niên hay là một con voi trẻ mà nó đã được huấn luyện là được điều phục rồi, khi nó chết đi thì được gọi là những con voi chết với cái chết được điều phục. Thì ở đây đó, trong suốt bài kinh này, Đức Phật đã nhắc đến cái lĩnh vực ngài huấn luyện điều phục những con người có niềm tin và xuất gia trong giáo pháp để họ trở thành những bậc lâu tận giải thoát. Thì thưa quý vị, nhân cái câu chuyện đối thoại giữa Sayyi Acharyavatta với vương tử Chayasi Na hỏi về cái việc mà một vị tỳ kheo sống không không dịch nhiệt tâm tinh cần có thể đạt được nhất tâm, thì chỉ có vấn đề đó thì Đức Phật ngài đã thuyết lên một cái thời pháp cho Sayyi Acharyavatta nghe về cái sự, về cái quá trình huấn luyện điều phục. Vì vậy mà ở trong cái bài kinh này được gọi là Đan Tập Phu Mi Sutta. Khi chúng ta học cái bài kinh này thì chúng ta không cần phải nhớ đến cái đoạn đầu duyên khởi, và chúng ta chỉ nhớ đến cái cách, cái phương từng bước của Đức Phật đã huấn luyện đệ tử, đã điều phục những đệ tử đó đã được thuần hóa như thế nào trong giáo pháp này. Chúng ta nhớ những cái chỗ đó. Cái điều quan trọng là ở chỗ một vị tỳ kheo được điều phục, được Đức Phật là thuần hóa ở trong giáo pháp bằng cách là sau khi xuất gia giữ giới rồi thu túc lục căn, rồi tiết độ ẩm thực, sống tỉnh thức, diệt trừ năm triền cái, rồi thực hành tứ niệm xứ,
không có suy tư tầm. Khi mà diệt tầm tứ rồi thì chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thiền. Rồi từ chỗ cái tâm định tĩnh đó, nguyện đó mới chứng đạt được túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh, trở thành một vị A-la-hán. Như vậy được gọi là một vị đệ tử được huấn luyện, được điều phục. Và nếu như mà vị đệ tử A-la-hán đó của Đức Phật mà có chết thì cái chết đó gọi là cái chết được điều phục. Như trường hợp tỷ kheo Vô Thích Cát tu hành đã nhiều năm, 13 năm mà không có đắc chứng được cái gì cả, vì đó cảm thấy đau khổ và bị đối nghĩ đến cái chết, tự giận mà chết, dùng cái lưỡi dao cạo cạo tóc để cắt cổ, cắt cổ mình, tự cắt cổ mình. Và trong lúc cái chết gần kề thì vị đó đã liên tục chánh niệm tỉnh giác, và vị này đã chứng quả A-la-hán trước khi tắt thở. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài dẫn các tỳ kheo đến chỗ trú xứ của vị này, và Ngài tuyên bố rằng vị tỳ kheo này đã chết với cái chết không có lỗi lầm. Bình thường nếu như mà một người mà tự giận chết á, thưa quý vị, thì như vậy chết cái tâm tư phiền muộn hay đau khổ thì có thể tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau. Nhưng mà đối với một vị đắc đạo tột mạng trước khi chết và chứng được quả A-la-hán rồi thì xem như cái chết đó là đã được huấn luyện, đã được điều phục. Do vậy cái chết đó là cái chết không có lỗi lầm. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài pháp ở bài kinh ngày hôm nay với ý nghĩa là như vậy. Và bây giờ thì Thỉnh Chư Tăng có phần thảo luận về bài kinh này với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đạo. Kính chúc quý ngài thân tâm thường lạc, kính chúc quý vị được an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú cái chuyện Thượng Tọa Thầy Siêu, để Thượng Tọa Thầy Siêu nghĩ trong gì đó. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Dạ. Thượng Tọa Pháp Đăng, có nhiều khi thì chúng ta thấy rằng con người rất có nhiều niềm tin ở dục, có niềm tin ở khả năng chuyển hóa con người. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta rất là bi quan, gần như chúng ta tuyệt vọng là con người không thay đổi được. Giống như cô nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, người ác mà trở thành người thiện thì rất là khó. Thì Thượng Tọa Pháp Đăng có thể giải thích ở đây là theo Phật giáo, theo Phật Pháp thì cái câu đó là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đó, ở phương diện nào chúng ta thì chấp nhận được và phương diện nào không thể chấp nhận được? Cái chỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Hello. Dạ, con Pháp Đăng đánh lễ Đức Tam Bảo, đánh lễ Thượng Tọa, kính chào tất cả các bạn cô đồng nữ chư Phật tử. Thường thì
Nếu mà chúng ta hiểu Phật pháp trong lời dạy của Đức Phật ấy, thì người có hy vọng và người không có hy vọng. Ví dụ nói rằng cũng là người, nhưng mà những người họ giết cha giết mẹ hay giết bậc A La Hán, phá hoại Hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu, thì hạng người này đó, hạng người này thì cái nghiệp quá nặng rồi. Dù người này có sửa đổi thì cũng không có thể nào mà họ có thể giác ngộ được trong cái kiếp này, những kiếp lai sanh thôi. Còn riêng về người mà nếu mà cái người mà ở trong cái hạng người mà đủ duyên đó, nếu hạng người này là người mà đủ duyên để đạt được đạo quả đó, lời đó họ có thể làm kỹ nữ như là Sirima, hoặc là tướng cướp Angulimala, hoặc là đa phụ thủ như đa phụ thủ Nanh Đồng. Những cái người mà tướng cướp kỹ nữ hay là như là nàng kỹ nữ Dường Xoài, tuy rằng như vậy nhưng mà những vị này cũng có khả năng để đắc đạo quả. Tuy rằng họ thường là những người giết người, thường là những cái hành động làm kỹ nữ, nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Phật họ cũng vẫn có khả năng để đắc đạo quả, vì họ là những người có cái duyên để giác ngộ giải thoát. Thì mình nói cái duyên đây á, thì mình phải nói rằng Phật giáo đó thì nghĩa là vì chúng ta thấy rằng ở đời có những chúng sanh đó, họ họ có những cái chướng ngại, nhưng mà những cái chướng ngại nó không lớn, nhưng mà rồi cũng có những vị có cái chướng ngại. Ví dụ chúng ta thấy như là những vị tỳ khu bị những cái chứng bệnh xiển kinh niên, nhưng mà rồi những vị đó cũng đắc được đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật á, hay là đối với lời dạy Đức Phật về mỗi chúng sanh á, thì ở trong cái thời kỳ vàng son, cái thời kỳ mà có Đức Phật chánh đẳng giác đó, thì những người nào hữu duyên đó thì họ có thể có đắc được đạo quả. Nhưng mà trong những người hữu duyên đó thì những người nào phạm ngũ nghịch đệ tội rồi thì không có thể đắc đạo quả được. Như Vua A Xà Thế thì chúng ta thấy cũng không thể đắc được đạo quả. Hay là hai cái vợ chồng mà cặp bây giờ chồng mà có 800 triệu đồng tiền vàng, con một vị đại cử phú mà quay vào nghiện ngập rượu chè rồi phá tài sản rồi cuối cùng ăn mày chết rơi vào địa ngục đó. Thì chúng ta biết những cái người này cũng có khả năng đạt được đạo quả, nhưng mà vì ảnh hưởng gần gũi những người xấu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có người mà nó gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Tuy rằng những người đó có thói quen những cái hành động xấu, nhưng mà cái thói quen đó cũng sẽ được chấm dứt. Bởi vì một cái duyên lành để giác ngộ giải thoát có thể sẽ cắt đứt những cái thói quen làm ảnh hưởng tới người đó. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy những người mà phạm vào ngay cái đời sống này, phạm vào những cái tội nặng nề đó, thì những người này không có khả năng, không có duyên. Như vậy thì đối với đạo Phật á, thì chúng ta biết rằng đối với đạo Phật á, thì Đức Phật á, là bậc có cái túc mạng minh hay là cái sanh tự trí, thấy được cái sự sanh tử chúng sanh, biết được cái hạnh nghiệp chúng sanh. Chính vì như vậy á, nên á, Đức Phật là cái bậc đạo sư rất là đặc biệt khi mà chúng ta sanh ra có được gặp được Đức Phật. Còn nói về cái sự tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng á, nếu một người mà có sự tu tập miệt mài, dù là những người đó có những sự trở ngại, nhưng mà những sự trở ngại đó nó cũng sẽ được vượt qua với sự tu tập kiên trì về các pháp mình nói, như là tính tấn niệm định tuệ, kiên trì tu tập, mà có thể là nhiều khi cái thời gian lâu dài về sau vị này cũng có thể đắc đạo quả. Nhưng mà rồi nếu mà những người mà chúng ta gọi là vô phần, người mà họ không tục sinh bằng người tam nhân, họ không có duyên để đắc đạo quả đó, thì dù họ có nỗ lực thì cái sự nỗ lực đó nó cũng chỉ để làm duyên cho những kiếp luân hồi về sau thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật thì Đức Phật này nói những cái người mà họ có những cái thói hư tật xấu, nhưng mà những thói hư tật xấu đó nó cũng được trừ bỏ. Ví dụ chúng ta thấy như tôn giả Chanh Đá đó, thường khó chịu đối với những vị thánh đệ tử của Đức Phật, như là ngày Sariputta, ngày của Lá Ná. Lúc Đức Phật còn á, cái sự tự cao tự đại hay là cái sự ỷ lại đó không có làm cho tôn giả Chanh Đá đắc đạo quả. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng biết rằng nếu mà chịu tăng hành phạt một cái hành phạt
nghiêm trọng đó, thì vị này sẽ tự thu thúc và sẽ tự chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy đằng sau Đức Phật viên tịch Niết Bàn là tôn giả Chanh Đá cũng đắc đạo quả. Như vậy thì nhìn vào đó, cái nghĩa là có những cái thói hư tật xấu, nhưng mà cái quan trọng là những người đã biết cái phương pháp tu tập, rồi một lúc nào đó nỗ lực để mà hành trì, nỗ lực hành trì thì cũng có thể đắc đạo quả. Nhưng mà rồi nếu mà những người mà họ có những cái thói hư tật xấu mà họ không kiên trì để sửa đổi đó, thì cũng rất là khó. Tại vì cái sự kiên trì đó, từ cái nội tâm mình, cái sự hạn chế những cái thói hư tật xấu đó, bằng cái sự cố gắng, chứ không phải bằng cái sự lơ là mà có được. Bằng sự nỗ lực chứ không phải bằng cái sự mà nhu nhược mà có được. Bằng cái sự nỗ lực chứ không thể nào bằng cái sự buông lung mà có được. Như vậy thì theo con nghĩ rằng nhé, những cái thói hư tật xấu á, nếu mà mình cứ nghĩ rằng mình thói hư tật xấu gì mình không giác ngộ được cái điều đó cũng không nên. Nhưng mình hãy nỗ lực, mình biết rằng những cái thói hư tật xấu đó nó có thể là do một cái nghiệp nào đó, một cái nghiệp nào đó này, nó có thể làm cản trở hoặc là có thể mình có thể vượt qua được bằng cái sự nỗ lực tu tập theo lời dạy của Đức Phật từ thấp đến cao, thì cũng có thể đạt được. Thì theo con nghĩ rằng á, đối với tất cả chúng sanh đó, chỉ có Đức Phật là bậc có trí tuệ để thấy được. Còn đối với tất cả thì cần phải có sự tu tập nỗ lực theo bản thân của mình. Nếu mình chấp nhận để nỗ lực để đạt được đó, thì mình phải nỗ lực toàn diện, tích lũy cái sự tu tập do một cái thời gian dài, để mình giống như mình có thể nhiều lần mình nỗ lực như vậy, nó sẽ đưa đến sự kết quả. Còn nếu mà mình cứ nói thói hư tật xấu của mình không sửa được đó, thì đó là cái sự tự mình đã bỏ những cái thành quả với cái sự nỗ lực của mình tự bỏ nó rồi, thì mình khó mà đạt được. Mình phải tự nỗ lực, cố gắng nỗ lực thì mình cũng sẽ đạt được. Tuy rằng trong đời chúng ta thấy có nhiều vị đó không có muốn, không có ý để giác ngộ giải thoát như tôn giả Nanh Đà, tu với mục đích là được những nàng thiên nữ. Nhưng mà khi gặp cái tăng chọc ghẹo đó, vị này biệt lập để mà tu trong rừng đó, vị này nỗ lực tu tập đó thì cũng đắc được đạo quả. Đây là cái điểm mà cũng rất là đặc biệt đối với những cái vị mà nỗ lực hành trì đúng theo cái sự hành trì và được Đức Phật dạy. Nên thường quý vị có nghe là một cái người hành đúng đó, dù là có nỗ lực, người này hành đúng theo chánh pháp rồi đó, dù có muốn giải thoát hay không muốn giải thoát cũng giải thoát. Mà dù không muốn giải thoát cũng giải thoát, có muốn cũng giải thoát, mà không hay có muốn cũng giải thoát. Vì cái phương pháp hành trì đúng theo cái đường lối thì cái duyên lành nó cũng đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà khi mình hành trì sai cái đường lối rồi đó, thì mình có nỗ lực cách mấy đó, thì cái hành trì nó không đúng mà thì nó cũng không có thể nào giác ngộ giải thoát được. Đây là cái lời khẳng định của Đức Phật đối với cái chánh pháp ngày. Mình đã hành trì đúng theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì mình sẽ được giải thoát. Thì con xin chia sẻ bấy nhiêu lời, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sa thú kính đừng thượng tọa đã pháp đăng. Thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Tây Quyền có mặt trước máy không? Nếu thượng tọa nghe được xin thỉnh thượng tọa Tây Quyền trả lời cho câu thơm số 2. Dạ vâng. Dạ kính thỉnh thượng tọa tôi siêu đi nghỉ. Dạ. Xin được thỉnh thượng tọa tôi xin đi nghỉ. Và bạch thượng tọa Tư Quyền, chúng ta nghe lời của Đức Phật dạy ở trong rất nhiều bài kinh. Ngài dạy có thứ lớp mà chúng ta gọi là tìm tiến, là đi theo từng bước một. Nó chậm nhưng mà nó lại chắc, và nó lại là một trường hợp khả thi. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp mình thấy trong kinh là khoác duyên tỏ ngộ. Dạ, khoác duyên tỏ ngộ thì tại sao? Xin lỗi quý vị, chữ khoát hay chữ T, chữ C, chúng tôi biết lộn, quý vị quan hỷ. Thì sư đoàn Tân Nguyên thì giải thích tại sao có trường hợp có những vị mới nghe bài pháp xong đắc liền, mà lại đa số là phải tu theo từng bước một như vậy. Kính thỉnh sư đoàn Tân Nguyên. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai, chúng được nghe rõ không ạ?
Dạ, cảm ơn từ bi cũng được chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Khốc Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông, để tự trì cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng nếu như mà cái quá trình tu tập và chứng đắc để giải thoát á, thì đều tùy theo cơ duyên và tùy theo khả năng và trình độ tu tập của mọi người. Và cái cá tính, cái tính tu tập của mọi người thì cũng đi theo cái tinh thần đó. Một người lấy cái chúng ta gọi là cái năng về cái tuệ, năng về cái tánh hay năng về cái niềm tin vân vân, thì những cái đó nó đi thì nó chậm hơn, còn cái người đi về cái tuệ thì cái đó đi nó nhanh hơn. Đây là một việc, chứ nó ảnh hưởng một cái sự tu chứng. Đây là một việc, việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa, từ cái chỗ mà người ta thành tựu viên mãn hết tất cả các pháp độ, bây giờ một giọt nước tràn ly, chúng ta nói là tiệm tiến hay chúng ta nói là phát nhiên đại ngộ hay hoặc là thoạt nhiên ngộ đạo, thì chúng ta nói thì ra cái tinh thần như vậy, nhưng điều sự thật ra là nó đã đầy một giọt nước tràn ly. Mà tuy là một giọt nước tràn ly đó, nó cũng phải đi theo một quy trình thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, đi đúng đường, đi đúng hướng. Đây là một cách mà chúng ta nhớ như vậy đó. Cho nên vì vậy có những vị mà tu tập một khi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm về mới chứng đắc. Người ta chỉ tu một ngày, người ta tu một tháng, người ta tu một năm, hay người ta chỉ tu một giờ, hay người ta chỉ ngồi xuống nghe Phật giảng là khai thị, chứng đắc ngay. Cái mà khai thị, chúng ta gọi là khai thị để thấy đó, để hiểu, để biết đó. Quả thật, kính thưa đại chúng, đây là một cuộc hội ngộ, đây là một cuộc đại duyên lớn vô cùng. Mà những người đó, người ta tu từ tiền thân rồi, bây giờ coi như là chỉ một món đó nữa, nó đủ. Chỉ một cái chất đó nữa là thành tựu. Thì chúng ta đang nói theo một quy trình của tâm pháp, mà pháp độ nó chín mùi. Thì pháp độ chín mùi lúc nào thì lúc đó sẽ tu tập cho đoạn khổ, diệt khổ được. Đây là một vấn đề lý pháp hết sức là quan trọng luôn. Đó là pháp độ phải có chín mùi. Cũng như chúng ta cầu phước, chúng ta làm phước để nguyện phước, để cầu phước, nhưng vốn chúng ta phải có phước, chứ chúng ta không thể nào mà không có phước là chúng ta cầu, chúng ta nguyện mà nó thành tựu được. Thì cái điều này nó rất là thì cũng vậy. Trên một cái tinh thần Phật pháp á, thì đi theo một trình tự gọi là Phật pháp, đi theo một cái quy trình chứng đắc một cách đúng đắn như vậy, chứ không thể nào mà tự nhiên coi như là bỏ bực được. Phải là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, không bao giờ 1, 2, 3, 4 bỏ cái 2 nghĩa lên cho 4, cái 5, cái 6 của chuyện đó. 4 đôi 8 vị tứ sông bát bối, các vị đó thành tựu một cách đầy đủ, một cách cấp, và từ đó mà chúng ta biết là mới có diệt tận vô minh phiền não, chứ còn không bao giờ. Và bởi vì có như là người ta tu nhanh, người ta tu gấp, người ta tu đường vòng, chứ không biết người ta đi đường tắt chứ không đi đường vòng. Nói không thể cái sự tu nó đi đường tắt được, nhưng có một đường, tức là đi thẳng đến, chứ còn không có đi tấp qua bờ này tấp qua bờ kia. Tức là người có niềm tin, người có sự tinh tấn thì nó khác, cái cách đi nó khác, cái cách thực hiện nó chậm hơn, mà nó gần hơn, vân vân. Thì nó chậm hơn mà nó đi thụ hưởng nhiều. Vì vậy cho nên đây chính là một cái điều mà nó khác nhau vô cùng. Cho nên hỏi rằng là sự tu tập nó mang tính tiệm tiến, nhưng trong trường hợp nhiều khi nó là hót nhiên đại ngộ gì thì như thế nào? Thì kính thưa quý vị, dầu cho ở bất cứ một cái tiệm tiến hay là hót nhiên đại ngộ gì cũng phải đi theo một trình tự, nhưng tùy theo cái khả năng, và tùy theo cái trình độ, và tùy theo cái lĩnh vực của cái cơ tánh và cái pháp độ của từng vị thì sẽ chứng đắc. Tại sao mà nói hoài không hiểu, mà nói ít hiểu nhiều, nói nhiều không hiểu gì hết?
quý vị nghe nghe cái này nó vừa nói vừa tếu mà vừa thật, nó ít hiểu nhiều, nó nhiều quá không biết gì hết, hoặc là nói từ từ, mà nói nhiều, nói lặp đi lặp lại nhiều nhiều lần thì sẽ hiểu vân vân. Thì đây chính là một cái tùy theo duyên, tùy theo cái lý của từng vị mà tu tập nha. Kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần một chút thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư. Sa thú, cái chân sư thầy Quyền, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu được kính xin đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thơ luận số 3. Đại đức Pháp Tính ở đây, khi mà sa di Achiravata được dương sự dương tử Chesena đưa ra câu hỏi đó, thì vị này ban đầu không muốn trả lời và nói rằng tôi trả lời chỉ mà ông không hiểu chứ làm cho vất vả thêm thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng ngày ông cũng có trả lời, và quả thật là vương tử Chaisena không có hiểu được, không có lãnh hội được. Ở trong đời sống chúng ta là vị tu sĩ, người ta có rất nhiều câu hỏi về Phật Pháp. Đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng chúng ta nên trả lời cho tất cả những thắc mắc không? Hay là có nhiều khi mình chỉ cười cho nó qua thôi? Cái tỉnh Đại đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Sư Giá, còn xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đăng, thượng tọa Tệ Quyền và con kính lễ sư phụ Tề Siêu. Con kính lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Hôm qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu ra đó, thì thật sự ra chúng con đọc ở trong những cái bản kinh thì chúng con thấy rằng ngày xưa Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng có những cái câu hỏi đó thì do các ngài quán xét thấy những cái chúng sanh này đủ duyên lành, đủ duyên lành, thành ra các vị trưởng lão sẽ trả lời hoặc là còn phân tích một cách tỉ mỉ, chi tiết hoặc là rộng rãi nhằm cái mục đích làm cho cái vị đó sau khi nghe xong đạt đến cái sự giác ngộ. Còn đối với ở trong cái thời nay thì thật sự ra nếu mà mình trả lời mà cho cái người nghe đó mà đầy đủ chi tiết hoặc là đối với câu hỏi nào mình cũng trả lời đó thì thật sự ra cũng không nên, cũng không nên. Điều này chúng con thấy rằng cũng như ở trong kinh cũng có những cái trường hợp, ví dụ như bây giờ mà ta hỏi tại sao con chim này nó màu trắng, tại sao con chim kia nó màu đen, hoặc là tam thiên đại thiên thế giới là cái gì rồi kia, thì những cái câu hỏi đó đó nếu mà mình trả lời cho người ta nghe đó thì nếu mà người ta sau khi nghe rồi đó mà người ta phát sanh cái đức tin, người ta phát sanh cái đức tin thì mình sẽ trả lời. Và cũng có những cái trường hợp mà chúng ta cũng không cần trả lời. Cũng như quý vị biết rằng ở những cái tôn giáo khác người ta có những cái lập luận, những cái lập luận. Thí dụ như ta hỏi con chim tại sao con chim nó bay được, cái mình nói do con chim nó có cái cánh, do con chim nó có cặp cánh thành ra nó bay được. Cái người ta hỏi ô gì sao mây nó bay được, sao mây nó bay trên trời được, thì có nghĩa là mình nói là con chim nó bay là do nó có cánh, người ta chỉ mây cũng bay trên trời vậy, có nghĩa là sao mà không có thấy cặp cánh của nó đó. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng là có những người này
là người ta hỏi theo cái sự bắt bí. Chứ thật sự ra đó, nếu mà theo như chúng tôi nghĩ hỏi thì chúng tôi nói rằng do cái nghiệp của con chim do cái nghiệp đó là nó phải bay, còn con người mình á, cái nghiệp của con người mình á là nó phải đi, đi chứ mình bay không được. Đó, thành ra đối với con chim là cái nghiệp đó là nó phải bay chứ nó không có đi như con người được. Đó, đó là một chuyện. Hoặc là có những người á, người ta hỏi ha, con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà? Thật sự ra đó, cái điều này á, mình muốn trả lời cũng được mà không muốn trả lời cũng được, quý vị. Thì nếu mà mình muốn trả lời đó thì bây giờ mình nói con gà cái trứng, rồi con gà cái trứng con gà đó. Thì vậy thì bây giờ mình chỉ cần chặn một cái chỗ nào lại thôi. Bây giờ muốn hỏi phải không? Hỏi ngay chỗ con gà này trước phải không? Thì rồi, nếu mà hỏi ngay chỗ con gà này trước thì cái trứng phải có trước con gà. Còn hãy mà hỏi ngay chỗ cái trứng này phải không? Rồi, ngay chỗ này á, cái trứng này con gà có trước mới có cái trứng này được. Thì nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng á, những cái câu chuyện này á, nó không đem lại cái gì hết. Nó không có đem lại cái lợi ích giác ngộ gì hết. Mà nếu mà mình mà trả lời đó, trả lời cho người ta được cái này, người ta sẽ hỏi cái kia. Hãy mà trả lời cái vấn đề này xong, người ta sẽ hỏi cái vấn đề khác. Nó cũng giống như là hỏi dần lần gì đó. Thì nếu ở đây thì chúng con nghĩ rằng là nếu mà có liên quan với Phật học, sau khi trả lời xong mà người ta phát sanh cái niềm tin thì sẽ trả lời. Còn nói về tất cả những cái thắc mắc có những cái thắc mắc đó, sau khi thắc mắc rồi mà mình có trả lời mà người ta không có phát sanh cái niềm tin hoặc là không có phát sanh cái sự tỉnh tính gì hết, thì con nghĩ rằng là cũng không có cần thiết phải trả lời. Do vậy ở trong cái câu thảo luận này đó, thì tất cả những cái thắc mắc thì có nên trả lời hay không, thì ở đây theo con nghĩ rằng là có trường hợp mình sẽ trả lời. Cái trường hợp đó là làm cho người nghe phát sanh đức tin, niềm tỉnh tính, thì cái điều đó sẽ trả lời. Còn những cái chuyện như mà thí dụ như là tại sao mà con chim nó màu đen, màu trắng, hoặc là mây nó bay, hoặc là tam thiên, đại thiên, thế giới gì đó, vân vân. Những cái câu đó thì nếu mà mình trả lời mà người nghe không có khởi lên cái tỉnh tính, cái niềm tin đó, thì những cái trường hợp đó cũng không cần thiết phải trả lời. Đây là những cái ý con xin được góp qua cái câu thảo luận số 3 này mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thà. Sa thú cái chuyện đại thừa pháp tính và chư tôn đức và thượng quý phật tử. Ở trong lịch sử của nhân loại, trong hơn từ lúc mà chúng ta có biên niên sử, tức là lịch sử được ghi chép, thì mình thấy rằng ở quốc gia nào mà nền giáo dục tốt thì họ đào tạo được nhiều nhân tài. Có thể là nền giáo dục ngày xưa nó có khác với bây giờ, nhưng mà từ chung thì tất cả nền giáo dục đều có một cái phương cách, đó là làm sao dùng cái kiến thức và sự thực hành để thay đổi cuộc sống. Con người có học hiểu thì mới có thay đổi ở trong cách sống. Có thay đổi được cách sống thì chúng ta mới làm tốt hơn được. Lấy ví dụ là ở một cái thời nào đó chúng ta chỉ biết lấy 3 viên đá nhập lại để làm cái lò nấu ăn. Nhưng mà sau này người ta có một cách mà nấu ăn nó ít khói, nấu ăn mà nó ít có phí cái nhiệt lượng, ít phí cái hơi nóng, ít tốn nhiên liệu, ít tốn củi. Và dần dà chúng ta có cái lò rất là gọn, đi đâu cũng mang theo được, mà nó lại hết sức là tiện lợi.
ít tốn củi, ít tốn nhiên liệu. Thì những sự cải thiện đó đó là do sự học hỏi, do nghiên cứu. Đó là ở bên ngoài. Nhưng mà riêng với đời sống nội tâm đó thì thông thường chúng ta không có chú ý nhiều. Chúng ta có thể thay đổi được. Mình sinh ra con người mình có nhiều phiền não, không phải là tất cả đều thay. Cũng như chúng ta không nói rằng ở thế gian này tất cả mọi người học được ra tiến sĩ hết, ra bác sĩ hết. Nhưng mà dù sao có học đâu còn tốt hơn không, học ở mức độ nào. Ít nhất là trong đời sống của chúng ta có một số các thay đổi. Và những thay đổi này làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn về mặt tinh thần. Dĩ nhiên là con đường Đức Phật ngày dạy đó là một con đường rất là thâm sâu. Làm sao để thắp sáng định và niệm. Nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh điển của Đạo Phật thì Đức Phật rất là chú trọng giáo dục, chú trọng sự chuyển hóa, sự thay đổi của con người mình. Và nếu chúng ta không nhận ra được điều đó đó, mà mình học Phật Pháp như là học một phép một. Có nhiều người họ cứ tin rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp một vị thầy. Vị thầy đó có một cái năng lực siêu nhiên gì đó để khai tâm, để truyền tâm ấn và chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Thì đôi khi ý nghĩ này nó khiến cho chúng ta rơi vào cái chỗ tà mị, chỗ mê hoặc. Ở trong cuộc sống mình phải tin rằng con người chúng ta có thể thay đổi. Đem giáo pháp vào trong đời sống từng bước một sẽ thay đổi rất nhiều. Và nếu chúng ta đọc kỹ thì mình thấy được qua đó Đức Phật này có nhấn mạnh về một cái yếu tính. Yếu tính đó là sự tu tập về bốn niệm xứ, tức là phát triển định và niệm. Niệm tức là khả năng tỉnh giác đối với thân tâm, và định là sự tập trung liên tục, tập trung bền bỉ, tập trung bền bỉ vào trong cái sự thực hành của mình. Ví dụ như là mình cũng theo dõi hơi thở, nhưng mà mới theo dõi hơi thở một hai hơi thở đó, thì nó không có kết quả bằng theo dõi hơi thở liên tục trong 20 phút, 30 phút hay một giờ đồng hồ, và ngày nào cũng làm như vậy. Do vậy, thưa vị đọc kỹ những lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái hy vọng, niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại, đó là khả năng chuyển hóa. Một quốc gia nghèo nàn lạc hậu có thể được chuyển hóa bằng sự nâng cao dân trí, bằng sự đầu tư nhiều hơn vào giáo dục. Ở trong một gia đình mà từ đời này qua đời khác sống chỉ biết là cuộc sống tầm thường thấp kém, nhưng mà rồi có một người con chịu khó đi học, và do cái cơ hội của xã hội để lại, người con đó có thể tự mình trở thành một nha sĩ, một bác sĩ, một nhà giáo, cũng thay đổi cuộc sống. Bản thân của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không có tiếp nhận cái ánh sáng của tri thức, ánh sáng của Phật Pháp, và đem những điều đó áp dụng bản thân, thì chúng ta cả đời chỉ quanh quẩn mà thôi. Vì vậy, sự tu căn bản đó là cái khả năng chuyển hóa. Và khả năng chuyển hóa đó có đến được hay không đó là tùy vào cái nhìn và cái tinh thần tích cực của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy mạnh mẽ tin vào cái giá trị của giáo dục. Nếu một người sống mà không tin vào giá trị giáo dục, thì thực sự đất đây là một điểm rất là buồn cho người đó và buồn cho xã hội. Nên chi ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta là người con Phật, không bao giờ mình nghĩ rằng mình đã tin Phật là đủ, mà mỗi ngày mình cần học thêm Phật Pháp, mỗi ngày mình cần tìm hiểu thêm, và mỗi ngày mình tìm xem thử trong lời Đức Phật dạy để áp dụng một đời sống hàng ngày được những gì. Và với cái thái độ đó và với tinh thần tích cực đó thì chắc chắn rằng chúng ta chẳng những được hưởng lợi lạc cho mình và đem lại nhiều lợi lạc cho những người khác xung quanh mình. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Để quý thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thứ lành thay, chúng con kính trân thượng đệ đẳng đã đúc kết cho chương trình học ngày hôm nay. Con là Nhật Nguyệt, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân cho Tôn Đức đã mỗi lần vi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong lên lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh Pháp,
Kính cảm ơn quý ông để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đại hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phổ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải. Nam Mô Bích Tha dạ. Yang kimchi kusala kamang kapa pangiriyam mamakaye na vaja manasa didase sukatang katang yeta pasanyino atiye yasata asanyino katang bunya palang mayan sapi paki pawantute yetang katang suwitang gendang bunya palang mayan yeta Anacanan Pideva Ganto Adiveka Yumsa Pelokam Yesa Tachi Vanda Arane Duka Manonyang Pojanan Sa Pela Pando Mamache Tarpati. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân Sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hon tu nirondarang o tu sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hon tu nirondarang o tu Sapa-lang-ga-lang-ga-khan-tu-sapa-di-va-ta-sapa-sang-ka-lu-pa-ve-na-so-ti-lo-ndu-ye-lo-n Sapa-lang-viên-công-đức-đa-lam Kết duyên lành giải